tự nhiên hôm nay nhà mình đọc lên nguyên một cái nấm đỏ lòi mà cái đầu màu đỏ nữa. Ôi, quên mà cái đầu màu vàng nữa. Không biết cái nấm này là cái gì lão quá vậy ta. Cái này là cái nấm anh. Nó cũng mọc trước nhà em mang hoài. Hàng chứ mày ăn nấm riết vào cái đầu mày như là cái nấm gì đó. Này nhìn cũng ghê ghê nguy hiểm, không biết có gì vậy ta. Trời ơi, có gì đâu, ăn đại đi. Má không biết ăn được không chứ. Được mà, tôi ăn nè, ngon chứ. Mày của em mà sao anh cho ăn hả? Ủa tao ăn nấm mà, ăn chút mày đâu. Mày đó, chú ngọt ghê luôn á. Ê Tú, sao tao thấy ở đây có cọng dây xích nè, mày thổi cái tay mày vô coi thử coi. Hả? Ừ, đó, bữa đây còn có cọng nữa nè. Tại kia đâu, lấy tao cầm giùm cho. Đó. Rồi, bây giờ nấm hai tay lại. Ủa rồi sao? Vậy nè chứ. Cái gì vậy? Ủa anh, vậy hôm nay anh hẹn em ra quay clip gì vậy? Anh cũng chưa biết nữa, đang suy nghĩ nè. Mày có ý kiến gì không? Giờ không biết quay gì nữa. Giờ kiếm gì chơi. Thôi trong thời gian suy nghĩ ăn chuối rồi. Ờ, ăn chuối em à. Trời ăn chung đi. Không biết quay thì nghỉ quay luôn đi. Ồn quá quá, không cho bà được. Ôi trời ơi. Sao tự nhiên tụi bay ồn ào chi? Để cho hai đứa nhỏ này nè, nó đang ngồi chơi bài. Nó nói cho mình kìa. Này anh ồn chứ em ồn đâu. Để tao. Ủa, hồi nãy em nói gì anh vậy? Em có nói gì đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹ. Anh này nói nè, em không đâu nói gì đâu, anh này nói nè. Hồi nãy em đi chung với anh mà. Sao? Tất cả tập trung đi. Bây giờ anh sẽ cho tụi em một cơ hội cuối cùng. Hồi nãy thằng nào nói xấu tao bây giờ phải lặp lại. Mày nói trước đi. Không biết làm gì thì nghỉ luôn đi. Biết quậy gì nghỉ đi. Ủa mà tại sao ở giữa này có cái phản trống vậy? Ở dưới đây nè. Hả? Tới lượt em nói đi. Không biết quay thì nghỉ luôn đi. Không biết quay gì hết thì nghỉ luôn đi. Khoan đã, nói lại. Không biết quay thì nghỉ luôn đi. Tại sao cái giọng này quen quá vậy? Vậy là hồi nãy em nói xấu anh đúng không? Không có, em này nói nè. Không có, anh này nói nè. Không có, quỷ kia nói em nè. Ủa, hai anh kia làm gì vậy? Trời ơi, tao có biết đâu, chưa nắng gì vậy nè. Giống như là nó bị nhập năng lượng vô đó. Nên bây giờ nó tỉnh tẩn không có bình thường. Ủa anh ơi, giờ chán quá, ở đây nắng không mà, giờ kiếm gì chơi với anh ơi? Không mấy mình ngồi đây mình phơi nắng cho nó mát đi. Hiểu kiểu gì, tôi khùng quá. Ủa sao em này nói anh khùng vậy? Em thấy anh nó đúng mà. Hả? Thôi, đừng có giỡn quá nè, nói nghe nè. Bây giờ mình phải suy nghĩ cái gì đó, mình quay clip cho mọi người xem đi. Bây giờ em phải về nhà ăn trái cây rồi. Nó đi chứ, giờ nó đi ăn, nó bỏ anh em mình kìa. Em biết rồi, em cũng đi theo nó luôn, chứ nóng quá. Cửa tai miếng. Bây giờ em có thử thách cho anh. Hả, thử thách gì? Là một hồ trái cây khổng lồ. Hả? Đây là trọng tài. Ủa, sao thằng áo xanh hồi nãy bây giờ nó biết thằng áo trắng rồi? Em đứng nó vậy nè. Có lý. Càng ít người càng tốt. Đi OK đi, hôm nay quyết định là tụi tôi sẽ làm một cái hồ trái cây khổng lồ luôn. Đây tất cả những món ăn tôi đã đem về hết rồi nè. Ồ, hồi nãy nhớ để đồ đây nhiều lắm, mày đâu có tiêu cho rồi. À, quên nữa, hay có ám hiệu. Mày đè quá má. Tất cả lên món. Đầu tiên là xương sa tây tạng. Đã. Tiếp theo cam na uy. À. Còn cái này là hột é. Hột é Việt Nam nha. Ủa? Còn cái này là cái gì vậy mày? Cái này là trứng cá Alaska. Ủa đây là trái cây mà sao có trứng cá đi nữa? Ai biết đâu anh đã trời bốc nãy. Ôi, vậy còn con này là con gì nguyên củ lắng vậy? Cục này là xoài Paris. Còn mày nữa, mày đã có cái món gì? Này là thanh long Ai Cập. Wow, Việt vô. OK anh em, thì nhân dịp hôm nay là trưa nắng thì tôi sẽ làm một cái hồ trái cây ăn cho nó mát, giải nhiệt mùa hè luôn. Thì hôm nay sẽ là một cái clip không dơ, không quậy, không nói bậy. Tại vì anh em biết sao không? Tại vì có trẻ em đó. Rồi, ai xách cam đây? Rồi em xách cam. Được. Tướng thì lớn xách thanh long đi. Đó. Rồi bây giờ bé gái thì cho ngồi lột chôm chôm. Còn con trai ngồi rửa nho đi. Không, hái ra từng trái nho, nho rửa rồi. Rồi OK, bắt đầu làm việc đi. Vô. Em trai. Em hả, quên nữa, em ăn cái cục này nè. Em hả ấy, bây giờ em xách ra từng viên. Rồi làm xong cứ bỏ vô cái hồ mày đi. Một lát nữa mình sẽ mua nước đá về mình trộn lên mình ăn. Ủa sao cái thanh long này màu đỏ vậy mày? Cái này gọi là thanh long đỏ, anh hiểu không? Nhưng mà chưa kêu ăn mà sao mày ăn vậy? Này miếng dư. Còn này miếng chín nè. Đang gọt. Coi chừng nha. Kiểm tra chất lượng mới được.
Anh Gino đang cắt những cái khoanh cam rất là đẹp luôn. Đây, chẳng hạn như miếng này anh ấy cắt ra là ăn rất là ngon luôn. Ăn thử rồi. Hey, what's up Gino? Ôi trời, gì với nhau mấy nhà giống rồi? Khá rồi. Ủa trái này được sao anh? Trái này hả? Để anh. Xong. Ủa em có thấy gì đâu? Bằng chứng đâu? Trời ơi, nhìn kỹ đi bên kia kìa. Tự nhiên mắt người ta sắc. Đang bệnh cho nó chết. Vậy cũng nói nè, ông này xạo. Ừ, đánh ông đi. Trời, sắc đẹp không? Chân đẹp. Trời, sắc cái gì mà nó đỏ lờm hết trơn vậy Tuấn? Này là thanh long đỏ nha anh em. Này là mình vệ sinh tay rồi nha, mình mới dám sắc. Mình vệ sinh sạch sẽ nha. Đó, này mình phải qua đây. Đó. Ôi, còn anh Gino, anh sắc cái gì vậy? Ôi, mình thấy sắc sợ vậy chứ sao sắc thành tròn không vậy? Cái này nó trơn. Cái miếng đầu câu này nó trơn, mới anh Gino anh cầm không có được. Ok anh em, tất cả cái món dưới cây đã chuẩn bị xong rồi nha. Đó, cắt ra hết trơn luôn. Quá trời luôn. Hôm nay cái video này là sẽ là ăn uống ngon lành nha. Lâu rồi tôi không có làm ẩm thực nữa. Đây, cái này là nước đường, bây giờ anh Tuấn chế nước đường vô trước đi. Ok, này nước đường tôi pha nha anh em. Rồi, chế vô. Ngon. Nước đường này có đường phèn nữa cho nên nó vàng nha anh em. Rồi, bây giờ bắt đầu mình cho trái cây vô đi. Bây giờ cho thơm vô nè. Đó. Thơm. Wow, thanh long mới đẹp nè. Rồi cam. Wow, nho. Món cuối cùng là chuối. Mày ơi, cuối cùng là hột é nè. À, hột é vô. Wow, ngon quá vậy. Wow. Ôi, siro nữa. Siro vô. Ê, bỏ đá vô mới chế siro lên nha, chỗ đẹp. Vô. Rồi, chế siro vô đi. Mày hơi chơi ở ngoài không chị? Lỡ tay anh chơi. Ngon quá trời rồi. Bây giờ đến thử đi. Trời ơi, nó thơm mùi dâu ghê luôn á. Thơm ghê luôn á, ăn thử đi. Ngon không? Nửa luôn, hết chạy luôn. À. Ok, bây giờ múc ra đi. Tôi múc ra đi, Tuấn. Đưa ly đi mấy em. Đưa ly định múc cho. À, múc ra thưởng thức đi. Quay ra. Đó, giờ lấy nước trước anh em. Đó. Nước này nước siro nè. Chôm chôm không? Hồi này. Ủa, giờ mũi nhỏ có cái mũi bự hơn không? Biết chân. Chôm chôm là sao? Đó. Xương sáo hả? Xương sáo nào cắt ra xong nguyên cái lùm giống như chùm nho vậy. Cái này cũng như cái dây lưng vậy nè. Đó, thơm mà. Trời ơi. Ly này bán 10.000 luôn nha. Trời ơi, 10.000 bán lỗ sao mày? Em trai. Em cắt cái này. Em trai thích ăn gì nè? Chuối hả? Chuối thì hơi khó nè. Trời ơi, lọt dưới trơn nè. Chuối nè. Nè, chuối nè. Chuối nè. À, đây đó. Chuối chôm kìa. Trời ơi, chôm chôm nè. Ôi, con nó lạnh đã luôn. Nè, muốn thơm lên nè. Rồi, trả lên. Đó, anh trai đó. Chôm. Ủa, tao đâu? Tao đi muốn chanh trai. Ở dưới cái ngọt đó anh, cái đèn có ngọt. Ờ. Trai. Wow, cái ly này giống như là ly cốc tay vậy đó. Trời ơi, công nhận luôn, chưa nắng uống cái này vô mắt thiệt. Em không ăn được thơm. Em cũng không ăn được thơm. Em ăn được thơm đây cho anh nè. Không biết ăn thơm. Trời. Trên đầu tiên là chúng ta thấy miếng cam anh em. Cam chua mày. Chua hả, không biết không, để thử. Trời, cả một cam đứt. Sao cam đỏ mà không ngọt sao được. Bắn nước tung té nè. Đó, tiếp thanh long kìa. Thanh long nè, với xương sáo. Chưa nắng mà ăn này hết bài nè. Thôi thôi, Gino mày làm gì vậy, mày chết cái gì vậy? Nhớt chuối chừng nhóc. Đâu. À, đâu phải là chuối hả? Ủa, no. Hả? Ông đứng đâu bà? Tụi quý đâu nãy tôi ăn mà. Ủa, hay ông đứng đâu? Em cũng đâu biết đâu. Ủa, kệ ông kìa. Xe ra ơi. Trời, dạng như chết đói vậy anh trai. Trời, ăn vừa thôi, nó xẹn vậy. Ăn gì chết đói vậy.
vòng xoay tuần hoàn. Bây giờ anh vừa mới nghĩ qua cái trò chơi thì từng người trong chúng ta sẽ quay cái vòng xoay này. Nếu như mà nó ứng với con số nào, ví dụ như số 4 là mình sẽ uống 4 ly cốc tay. Trời, lỡ quay số 9 sao anh trai? Vô số 10 luôn sao anh trai? Vô số 11 luôn. Vô số 100 sao? Rồi sao uống rồi? Hãy lấy cái ly này chơi đi anh. Ồ, có ly quá ta. Cái ly này là mình chơi được rồi nè. Bây giờ quan trọng là ai chơi trước nè. À quên nữa, thầy phổ biết luật chơi. Nếu như mà uống không hết cái ly đó, thua sẽ bị phạt. Phạt gì? Thôi là lấy ra mày đạt được đích đi. Nghe hợp lý á. Nhỏ cha ác vậy em. Nó nói hợp lý mà, tao có đôi mày sẵn nè, chơi đi. Rồi bây giờ ai chơi trước? Em. Ok, nếu như em lắc vô số 4 mà em uống được 2 ly thì còn 2 cái thì em sẽ ăn 2 cây đôi mày. Vậy thôi. Rồi, để múc nước trước. Ước múc nước trước đi. Mới vào đầu chơi nửa ly thôi. Đó. Ok, bây giờ thí sinh đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Mời. Lên em. Rồi, vô. Đợi đi. Ba ly rồi, vô ba ly đi. Trời ơi, mới vô ba ly à. Ủa em chặn phía sau. Chặn cái gì, chặn chơi phải công bằng chứ. Đó, bây giờ sẽ coi anh Bon uống hết ba ly nha. Uống nổi không? Uống không nổi thì ăn đôi mày. Không có sao đâu, ăn có ba cây thôi mà. Không, vô uống cây ly á. Cây rồi. Uống luôn. Uống không nổi thì uống vừa đói ra đứt giỡn mà anh. Rồi sao một ly. Đuối rồi, đuối rồi. Rồi ăn rô mày đi. Tổ lẹ. Trời, chấp nhận ăn rô mày. Chơi rô mày đúng không? Rồi ok. Thí sinh này rất là mạnh. Rồi rồi. Bây giờ thí sinh thì chống tay lên đây đi. Rồi ăn rô mày. Đây, quấn đi. Thôi. Ủa, một cây còn cây nữa. Mất hứng à. Mất mạnh lên kìa. Rồi lại đi. 1, 2, 3. Mày. Rất là được. Được chưa? Rồi. Rồi muốn chơi nữa không? Dạ muốn. Trời ơi chịu chơi thiệt. Rồi bây giờ thí sinh tiếp theo là ai đi? Rồi anh Tuấn Lầy vô chơi đi. Ủa mày còn chỉ định nữa hả? Đúng. Quay nè. Anh xì có 4 ly vậy mày? Thì 4 ly rồi. Trời ơi 4 ly dễ nè em. Thôi anh này uống không được quánh mặt mạnh nhanh đó. Yên tâm đi, anh này uống không được là anh quýt chết liền. Không, để em quánh thế rồi kìa. 1 ly anh, ly này ly đầu tiên nè. Rồi, ly thứ 2. Chúc mừng thầy em làm tay á, quánh mạnh lên, đẩy luôn. À. Rồi, ly đầu tiên á. Đây ly thứ 2. Nhả đá nha. Anh này chứ có vẻ chơi dơ quá mày. Chứ máu, rồi. Bỏ được. Chưa? 3 rồi 4 nè. Đúng rồi, phải gán uống hết cái hồ rau câu này chứ không để bỏ uống sao. Yeah. Xuống xuống xuống, vô 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 em trai. Cố lên cố lên, ta tuấn lại xin. Uống đi. Ừ. Hay ăn kiểu mày đi cây cuối không em. Tôi chừng sợ chiêu lắc lắc nãy giờ đỡ chân á. Xong. Sao mày phun tao vậy? Sao quýnh em vậy? Tao tưởng mày không uống. Uống hết rồi mà. Uống vô mặt tao nè. Tiếp theo sẽ là một thí sinh vô cùng can đảm mà nãy giờ chưa dám chơi, năn nỉ một hồi mới dám chơi. Đây, bây giờ anh quay đi. 10. Trời ơi, cái này là một với tao vậy? Anh này chơi chàng. Vậy là mày uống tóc đi hả? Mày, một ly à. Ok, một ly luôn, em trai uống đi. Số hơn nữa vậy. Thôi cho em trai một ly nha. Uống à, uống nè, một ly là đỡ rồi. Một ly uống được. Mà không mấy uống nữa ly ăn nửa cây rô mây đi. Anh luôn, anh luôn, ừ. Ồ, ghê. Hay quá, bây giờ sẽ tới lượt anh Gino. Tại hết nha. Dạ, quay đi. Dạ, đây, quay đi, quay đi. Quay đi. Mà lên. Rồi, 5 ly, 5 ly, 5 ly, 5 ly, 5 ly đâu? Ủa, anh em mới có 4 ly à? Thêm ly nữa. Rồi, 5 ly, uống lẹ lên. Chơi lại nha, chơi ăn gian là mọi giờ. Bây giờ ăn 5 cây đô mây luôn đi hay là uống 5 ly? Uống thì ngon hơn mà. Anh nhắm mắt lại là bắt đầu cho con. Rồi, vô. Đang có sự giám sát của các ban hội đồng giám khảo. Ủa, mày làm cái gì vậy? Giờ ăn đô mây hay uống nước? Lẹ. Ba rồi. Ok, vậy là anh ấy chấp nhận ăn 3 cây. Uống nổi không? Uống nổi, ăn đô mây đi. Rồi này là nửa ly là 4 phần 4 rưỡi. Rồi, rồi chấm tay lên đi. 1